mát. Hoa kia đẹp kìa, hoa tím tím kìa, lấy nhiều đây, lấy đây, nhiều hả? Từ từ đấy, quay đã, từ từ đấy. Này giống nhân sâm này. Đây giống nhân sâm này. Không phải hả? Đồ ở đây này. Nhiều như này. Đẹp đúng không? Đẹp. Đây cái cây của nó này. Cái này là một chùm nó phát là đẹp luôn này. Đúng rồi. Nhổ sao được đây? Sao không nhổ được? Đây bắt đầu nở này, đang nụ này. Đẹp á. Này nhìn quay này đẹp lắm này. Này ông ra đây ông nhìn này. Đẹp lắm rồi. Lên mấy ảnh khác nha. Đẹp không? Đẹp chứ. Đẹp thế này mà không trồng thôi chứ. Đây. Được á. Mà đang đẹp hết đấy chứ. Đẹp đấy. Đây chuẩn bị làm nụ đập nụ không này. Đẹp á. Lấy chừng nào. Để lấy nhá. Lấy đi. Lấy cái dài trước đi. Lấy cái to trước đi. Cái to hình được đào. Bảy ra. Đấy. Đây là bắt đầu lê, đi lê lan. Đi lê lan. Đường em. Tuy nhiên mà đi vào đây lê lan làm gì? Hả? Tuy nhiên đi vào đây lê lan làm gì? Thế mới nói đi nó mới gặp chứ.
vừa nãy đi uống rượu bây giờ đi lên lan này. Thế nó mới hay chứ đồ. Được không? Rồi. Rồi. Cái to này. Cái đẹp thế này mà không trồng thôi trồng cái gì? Ừ, trồng lá. Trồng hoa đang đang quá rồi được rồi. Hoa nó đẹp chứ. Má rồi mà bữa tao gặp nhìn đẹp lắm này, thì em mới về đây, không muốn nó về. Ờ. Giờ đi vào đây mình đi lấy. Lấy thôi, mình đi phải có gì mang về nhá, kỷ niệm nhá. Gì? Đi là vợ ông khen ông thì được khen tôi. Đấy. Đây, cái này nó hư rồi, hư rồi mất đi. Hả? Hư cái này hư rồi mất đi nha. Mất đi hả? Đây, trong đường mà. Nó xó lắm. Để nó, sao đây đó? Là bức canh này đi, đẹp hơn. Để nguyên nó luôn. Rồi cây to bên kia kìa. Cái to á. Đó. Đây là cái to nha. Hay là nhổ cái này luôn đi. Thôi. Nhổ cái này con về để làm cho nó đẹp chứ. Đá mà. Đây sau này đẹp lắm á. Mọc trên đá mà. Hay là anh em mình về cái hòn đá này về nhà luôn đi. Ồ một cẩu đi, ông bê được ông bê. Ồ thôi chỉ xăng chứ không, tự nhiên. Giờ mình lấy được cây này ở đâu đây? À, được rồi. Rồi, để được rồi. Rồi. Cái kia đẹp nè. Ờ, đẹp kia. Thôi, để nó bữa nào lấy đi. Đúng rồi, thôi thế thôi. Đây, lấy tặng cho bác sang cây này. Bác sang này, cái cây này. Đây, mình cũng cây đấy, cái này cũng đẹp đấy. Rồi, đủ cái hoa này, cây này cũng đẹp lắm này. Thế nào? Đây này. Đây á. Cái đây cái gì nhỉ? Đây đâu? Môn này. Đây á. Ờ. Chẳng biết cây gì đâu. Đủ nấm này, nấm đẹp này. Yes. Cho ông cầm về bát cà phê. Rồi. Nhìn, đi vào đây mình lấy cái từng bức như này. Đẹp chứ? Đẹp chứ xong đẹp. Đây và cho ông bát cà phê cũng được. Ờ, đẹp chứ. Ừ, nấm biết cái nấm quý sao biết được không, cái này là nấm gọi là cảnh thôi. Ờ, à, cảnh hả? Không, cái cây nó kê nó đi. Ờ, phải lấy nó đẹp hơn mà tốt quá. Rồi kệ nó để tự nhiên cho nó đẹp. Tự nhiên gì? Thích lấy cái này không? Có chứ. Lấy cái này luôn đi. Ừ. Đưa lên cầm chưa? Điền. Hết. Cái này trồng được á. Chắc đẹp. Gì? Đẹp, trồng quán cà phê đẹp ấy. Nhìn quá ông. Ôi giảng ơi. Nè, cầm đi. Nhiều nhiều lên đi. Cầm gì? Ông lấy em bỏ túi ba lô đi. Đây. Rồi, đẹp rồi. Bỏ trong ba lô á. Mất không như này mà ba lô, mình hết ba lô của tôi sao? Mà giặt. Có một ngọ vừa giặt đâu mà giặt. Hả? Không có vừa giặt mà giặt gì? Mình giặt nước, xả nước nè. Cần gì sạch, đâu phải mình đi thành phố đâu mà. Đâu, đây là mình mất phải đi thành phố chứ. Nhưng mình đi thành phố đọc đi ba lô đây không à? Thế mình đi... Tốt rồi mở cái to to á. Không. Biết thế tôi mang cái ba lô của tôi đi mà tôi bỏ trong luôn. Đi nữa ông không à? Hả? Để như này nó không hư. Thì để trong nó mới... Trong nó mới mếp hết gây hết rồi sao? À. Ông. Được á. Đồ mới nhiều cái đẹp đấy chứ. Này cây này mày mang về nhà trồng không đẹp à? Thế nào? Môn như này. Môn nhẹ. Này. Ông được lung tung quá. Đi vào đây lấy lung tung quá. Lung tung. Người ta trồng là đẹp lắm á. Ở nhà là môn khác, đây là môn khác. Đây là môn rừng này. Môn lên. Ờ. Nhiều loại chứ đâu phải là một loại đâu mà. Ủa, lan kìa, lan kìa. Chưa? Đâu? Mọc trên cây đó. Cây nhỏ nhỏ đấy. À, giờ lớn mà lấy một chút. Thôi đi mày.
đây. Đấy, như này không gọi là không tốt hơn cây à? Đúng rồi. Đi chưa? Đi. Dẫn đường đi. Nên leo lại thôi. Cái này giống cây qua rừng nhỉ? Hả? Cái này hoa đẹp lắm này. Làm gì? Đẻ ruộng đầy mà. Không cần đâu, lấy cái đấy làm gì? Mà không đấy. Đủ cẩn thận đấy. Đấy, tiện nhá. Ô măng này này. Đây này. Măng có măng và nó cho măng ăn. Kia nữa kìa. Đâu? Đó. Thằng nó đó. Nhỏ quá. Nhỏ thì giờ mày không có, có còn hơn không chứ. Đúng không? Ừ. Này về ngâm mía ớt á, là với muối là nó ngon lắm. Ừ. Chua ngâm chua. Ngâm chua. Ờ. Gọi là làm măng chua. Măng chua. Ừ, bây giờ cầm cái này à, dưới kia có kìa. Dưới đây này. Dưới đây này. Đi tím măng. Măng thì lên trên kia tí nó cũng đầy à. Đầy không? Dưới kia có cây kìa. Cây nhỏ à. Kiếm cỡ tầm ký thôi được rồi. Tôi thích đi rừng lắm đồ. Đam mê mà. Ai? Tôi được. Đi rừng là ok, thích lắm. Về rừng rú mà. Thích kìa. Đi rừng này nó đẹp bằng rừng Ayuno. Rừng Ayuno mà nay còn như đâu mà đẹp. Còn đẹp lắm. Chúng đi khoảng 10 cây số là đẹp lắm. À. Đi bộ luôn, không phải đi bây giờ đi xe đâu. Không có được đi xe luôn. Thì đi bộ đi cả ngày luôn á, đi cả đêm luôn á. Đi mình đi cầm võng, cầm thức ăn đi luôn. Đi mỗi người một cái ba lô á là được. Lúc đi thì nặng nhưng mà về mình nhẹ. Cây bằng lăng. Quay quên gì, cho người ta đi hay măng mà đi lên măng mà quay gì? Thì lên măng là cái đẹp chứ. Ôi giời, khổ thân cứ đi quá. Quay bữa sau biết đâu anh em mình YouTuber nổi tiếng kia tháng kiếm mình 50 triệu. Ê, đồ. Mắc chui à. Như chú đùr mày, chú đùr tháng 150 triệu sao? Ừ. Mày anh em mình không làm được, thằng chú đùr mà giống mình thôi chứ đúng không? Ừ. Cũng là dre mà. Dre không à? Đồ mà nó làm được sao mình không làm được? Úi giời. Mình không hết thế nào đây? Ôi giằng ơi, papa bị mê này. Dạ vô cái cãi bị mua cả ghét ô là. Mình đâu gọi là như người ta đâu, nên mình như người ta thì mình giàu thì lâu. Đúng rồi. Mình giàu thì. Đi làm rừng giàu rồi chứ cần gì mà đi lên gì má rồi giàu là không bằng gì.
Người giàu tầng sưng bằng người nghèo mà. Nghèo chơi tình cảm. Thằng thấy mấy cái thằng giàu kìa, nó nhìn mình qua thường mình có ai không? Đúng rồi. Đủ cái cây kia đẹp này. Cái gì? Rễ cây kìa. Đủ một cái xanh nhưng không đẹp, cây xanh, cây gì nữa đẹp hơn cái xanh. Xanh à? Nhưng mà mấy thằng giàu nhìn mình nhìn nghèo nhìn á. Đó, kia, bé rồi hả? Bé không? Đồ, tưởng kêu bé nha. Mấy thằng giò là nhìn lên nhìn mình nghèo lại nó phải thường lắm. Đúng rồi. Ghét. Dạ. Nhưng mà không bao giờ thằng giò đâu. Đủ đi chơi là được rồi. Không chết là được. Anh này có đẹp này anh ơi. Đâu? Mất cái dây gì ta? Dây sao gì ta? Mày say không? Hả? Say chưa? Say gì? Có uống nó mà say. Uống một càng luôn. Uống có 2-3 càng như mấy mà. Ủa lê mới mệt này. Lê mới mệt này. Đây là mấy bên trường và đi đầu và chân bác đấy. Đúng không? Đúng rồi. Nó hết chưa? Hả? Đủ hết rồi. Đồ. Cây gì đây? Kiên. Hả? Kiên. Kiên á. Đó, trước mặt có cây kìa. Măng á. Ông bò kia, ông kia nhỏ quá đây. Thì giờ không có thì lấy thôi. Có phải lấy. Đương nhiên phải lấy đó. Nó mọc ngay giữa đường mà. Nó mọc bên trong là còn được. Nó nét trên nhỏ mà giờ lấy. Giờ phải lấy chứ. Thì mình lấy cái kia này. Rồi. Được á, đồ ông lại cũng người dân đi rừng có khác này. Xong lấy cái gốc nó lên. Gốc làm gì? Gốc đọc cái đoạn ngắn ngắn không còn gì nữa. Đi xin măng. Mày đi đâu hết? Hả? Ác xưa hoa lại bộ ác rồi. Đi đi vào đấy, chưa lại. Đó. Chưa lại được chưa? Để đi xin măng mà. Thì trước đi. Chưa làm gì? Quay vào bông hoa hả? Quay hoa đẹp thôi. Đâu?
Dễ đâu mà. Gãy không nhỉ? Hả? Nướng. Ở gãy không nhỉ? Gãy sao được? Gãy thì rớt xuống thôi. Không gãy đâu. Cây này cây gì đây? Đó. Lan. Không, cái cây em đang trèo á. Em luôn, em luôn. Cây nào? Cây đó, cây đang trèo ở. Chờ Nam hay sao? À. Sao? Sao đâu? Đồ mới đẹp á. Giang Hương hả? Cái này cái gì à? Hả? Cái đấy à? Không phải không phải quế à? Chắc bên kia mẹ nó to, mẹ con. À. Cái tấm bậy. Cái này hoa nhỏ lắm. Đây. Đây. Cước đi. Mệt không? Sao cái bay vào mắt à? Cái gì bay mắt cay á? Nồi lê bảo là ra này mong như chứ đủ tháng 140 triệu không à, chờ cơ quan nhà một lần là anh em mình gặp nhau là một con bò chết chứ đủ rồi. Lan nó được hết hoa rồi kìa rồi mẹ à, ta ta biết chúng ta nên ta biết chúng ta không đi lấy đây này, ta biết ra hoa này. Đẹp không? Măng lê các bạn, măng lê ngon lắm đấy. Đúng leo đấy. Ai chơi măng lê nhá. Măng lê là ngon. Tây Nguyên là không ai chơi măng lê đấy. Bây giờ leo đây.
người làn chục bây giờ nhỏ quá. Nhỏ trồng nó lớn chứ. Đồ coi cái te kìa. Te đâu? Đây hả? Trồng lấy hạt nó trồng đi. Thế mà trồng sau này con cháu nó ăn chứ. Thank you.